Đứa nó một kìa. Chuyện như da em là cần điều trị liệu trình luôn hay là răng? Không cần liệu trình đấy, em nặng với em bôi thuốc là được, với lại em em đi theo chị hướng dẫn. Chứ em nặng một lần mà em đi luôn mấy tháng sau mà em thấy mụn lên lại em mới đi lại thì hơn khó hết. Vô trong đi chị. Coi phải hỏi gì làm chi. Làm mụn phải không chị? Dạ dạ. Vô đây chị. Sí, son aquí, sí. Thank you.
Lấy lấy em coi da rồi em hỏi thử gái em tư vấn luôn đi Ly. Xíu xíu dạ, máu tự nhiên nó sần 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 rồi viêm năng lòng thì cái lưng ấy là giờ hỏi họ muốn điều trị hay răng thì em tư vấn cho khách đi. Thì nó vừa nó mới tìm ra gì.